Rồi hôm nay hàng về hơi nhiều ha, nên là hơi ngập. Cái này về nhiều lắm nè, đóng bên kia đóng trong nhà. Này bán 180 thanh nha. Này nó hôm qua là tưởng có vân tần nhưng mà cuối cùng không có vân tần nha. Đây có mở một cái nè, lại có đập thử một cái thì không thấy vân tần nha. Loa là 8 cm, chép là chép chép với lại loa là chép từ thường hết nha chứ không phải từ neo. Nhưng mà cái này hàng của nhà máy sản xuất. Rồi còn loại này nữa, loại này nó bự cũng xương xương cái bằng kia. Cái này thì chỉ có 8 xăng thôi nhưng mà cái bát này bát 10 xăng nha. Bát này bát 10 xăng nhưng mà chỉ có bát không có chép nên là nghe nó hơi khó khó chịu chút này do nó không có chép á. Thì cặp này bán, cái này đang bán 180, còn một cặp này nha, cái này bán một cặp nha, một cặp 150. Rồi cửa cuốn 300.000 ha. Cái set Sony này cặp loa nó có phễu phía trước á, bán cái set này 150 nha. Này megabass nè, tức là nó có nhắc lại nè, cái chép cái loa của nó có cái phễu phía trước nè. Loa từ vuông nhiều lắm nè, hay có nhu cầu liên hệ ha. Rồi cái này về nhiều hàng lắm nên là giảm giá ha. Loại này bán 160 một cái nha, cái này bán một cái đó 160 một cái. Còn cái loại lớn hơn này, lớn hơn này là loại này, loại này bán 180. Còn cái loại có chép thì bán 220 ha, giảm giá đó. Rồi ai có nhu cầu liên hệ ha, này về nhiều lắm, ai có nhu cầu liên hệ là cảm ơn nhiều.